Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Sợi Sắt Hải Phòng. Nếu các bạn đang cần làm một bộ nguồn từ các cái cell pin 18650 mà bạn không có máy hàn cell pin thì đây là video dành cho bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ra một bộ nguồn mà không cần dùng tới máy hàn cell pin. Cách làm rất là đơn giản. Ở đây thì mình đang có một số các cái cell pin được mình tháo từ pin của xe điện ra. Thông thường thì để ghép chúng lại, chúng ta sẽ cần phải dùng đến máy hàn cell pin. Tuy nhiên thì máy hàn cell pin có giá khá là cao. Ngoài ra thì bạn sẽ cần phải mua kẽm hàn và một số các cái linh kiện khác như là băng dính, keo, vân vân, khá là phức tạp. Tuy nhiên nếu bạn không có thì cũng không sao. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm rất là dễ. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị một chiếc khay đựng pin như thế này. Cái này thì ở trên Shopee có bán rất nhiều, giá khá là rẻ. Tùy vào loại nguồn mà bạn mua cho phù hợp, nó có loại 1 viên, 2 viên, 3 viên và ở đây mình đang có là loại 4 viên. Một chiếc mạch cân bằng, ở đây mình đang có là mạch 3S 12V và bây giờ là bước quan trọng nhất, chúng ta sẽ ghép chúng lại với nhau. Bạn sẽ ghép sao cho các cái cell pin sẽ nối tiếp với nhau. Cực âm của quả pin bên này sẽ nối với cực dương của quả pin bên kia. Ở đây chiếc mạch cân bằng này là loại 3S. Nếu các bạn muốn làm với mạch 4S hay là 5S hay là nhiều hơn thì các bạn cứ ghép thêm vào là được. Nó sẽ đi theo hình như thế này. Thì đây là cực âm. Và chúng ta sẽ nối hai cực này với nhau. Giờ là đến hai cực này. Ok, như vậy là xong. Mình sẽ dùng đồng hồ để đo lại cho các bạn xem. Đây là viên thứ nhất, có điện áp là 3,5V. Đây là viên thứ hai, 7,3V. Và đây là viên thứ ba, 10,7V. Ở đây thì các cái cell pin này chưa đầy, còn khi đầy thì nó sẽ lên tới 12,6V. Giờ thì mình sẽ hàn các cái điểm B1, B2 và B3 của mạch cân bằng và là xong. B0 là cực âm thì mình sẽ hàn với cực âm của pin. Các bạn sẽ làm lần lượt.
Ok, như vậy là xong. Mình sẽ hàn chiếc rắc DC được vào mạch. Các bạn có thể dùng keo nến hoặc là băng dính hai mặt để cố định. Ở đây thì mình dùng keo nến cho tiện. Chúng ta sẽ cần thêm một chiếc rắc cái để có thể sạc lại khi hết điện. Ok, như vậy là xong. Nếu các bạn làm với mạch 4S hay là 5S thì các bạn cứ lắp thêm là được. Các bạn có thể bọc ren co hoặc là cho nó vào một cái hộp cho gọn. Mình sẽ dùng nó làm nguồn dự phòng cho wifi khi mất điện. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm ra một chiếc nguồn dùng pin 18650 mà không cần phải dùng tới máy hàn sao pin. Với cái cách này thì ai cũng có thể làm được, rất là dễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.